Chào các bạn, buổi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu khái niệm biến số, hằng số và kiểu dữ liệu trong C. Trong những cái video bài học trước thì các bạn đã đi tạo thử một project code block, chạy thử một chương trình Hello World và tìm hiểu sơ qua về cấu trúc lệnh của C. Đối với những cái chương trình ví dụ mà các bạn đã làm vào buổi trước thì công việc duy nhất mà chương trình của chúng ta làm đó là in ra một vài dòng thông báo gì đó. Thì có vẻ việc này khá là nhàm chán bởi vì chương trình của chúng ta chỉ có thể in ra một cái câu gì đấy và sau đấy thì chúng ta sẽ không làm gì khác nữa. Thông thường một chương trình sẽ không làm như vậy. Một chương trình sẽ nhận vào một vài dạng dữ liệu. Nó sẽ tính toán, xử lý trên dữ liệu đó và sẽ đưa ra kết quả sau khi xử lý xong. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ xem xét một cái ví dụ. Giả dụ như chúng ta cần phải tính chỉ số BMI của một ai đó chẳng hạn. Chỉ số BMI là chỉ số Body Mass Index, có nghĩa là chỉ số khối cơ thể. Chỉ số này có thể cho biết một người là béo hay gầy tùy thuộc vào chiều cao và cân nặng của người đó. Thì trong bài toán này, dữ liệu của chúng ta chính là cân nặng và chiều cao. Công thức tính của BMI đó là cân nặng chia cho chiều cao bình phương, trong đó cân nặng được tính bằng kg, chiều cao được tính bằng mét. Thì ở đây, cân nặng và chiều cao chính là các dữ liệu mà chương trình của chúng ta sẽ thao tác. Cân nặng thì có thể là số thập phân, bởi vì nó có các phần lẻ đằng sau, cả chiều cao cũng vậy. Thì ở trong máy tính, các dữ liệu của mình sẽ được lưu ở dưới dạng nhị phân, và các dữ liệu khác nhau thì sẽ được lưu ở những dạng khác nhau. Ví dụ như là chúng ta có các loại dữ liệu số nguyên, số thập phân, hoặc là dữ liệu dạng text. Thì mỗi một dạng dữ liệu này khi mà được đưa vào trong máy tính thì đều được chuyển sang dạng nhị phân và lưu trong bộ nhớ của máy tính. Ở đây mỗi một dạng dữ liệu khác nhau sẽ có cơ chế chuyển đổi sang nhị phân khác nhau và được lưu trữ khác nhau. Vậy thì sẽ sinh ra một khái niệm nữa, đó là kiểu dữ liệu. Thì ở trong C chúng ta có hai kiểu dữ liệu cơ bản, đó là dữ liệu kiểu số và dữ liệu kiểu chữ. Dữ liệu kiểu số thì gồm có số nguyên và số thực. Số thực chính là số thập phân đó. Còn dữ liệu kiểu chữ thì chúng ta có các ký tự trong bảng mã ASCII, bảng mã Unicode, chính là các chữ cái trong bảng chữ cái, các chữ số từ 0 đến 9 và các ký tự đặc biệt như là dấu chấm, dấu phẩy, dấu sao hoặc dấu ngoặc, vân vân. Trong ví dụ này chúng ta sẽ sử dụng kiểu dữ liệu dạng số thực. Thì ở trong C, dữ liệu dạng số thực được gọi là float, và để tính chỉ số BMI thì chúng ta sẽ áp dụng công thức BMI bằng V kép chia H, trong đó V kép là cân nặng còn H là chiều cao. Thì ở đây V kép chính là một cái tên đại diện cho cân nặng của bất cứ ai và H là một cái tên đại diện cho chiều cao của bất cứ ai. Thì trong từng trường hợp cụ thể, V kép tức là cân nặng có thể là 50kg, có thể là 60kg, có thể là 40kg, tùy thuộc từng người. Và chiều cao cũng vậy, H có thể là 1,6m, có thể là 1,7m, 1,75m. Thì ở đây V kép và H chính là các biến số. Khi chúng ta làm việc với máy tính thì dữ liệu cần phải được đưa vào và cần phải được lưu trữ ở đâu đó trong máy tính, chính là trong bộ nhớ của máy tính. Và để sử dụng những dữ liệu mà đã lưu trong bộ nhớ đó, chúng ta cần phải đặt cho nó một cái tên gọi. Và ở trong chương trình của chúng ta đặt cho nó cái tên gọi là V kép và H. Thì ở đây V kép và H ở trong chương trình chính là các biến. Các biến này có thể có giá trị bất kỳ, tùy thuộc vào giá trị chúng ta gán cho nó. Vậy thì biến số thực chất là một cái tên hay là một cái định danh mà chúng ta gán cho một vùng nhớ, trong đó có lưu dữ liệu của chúng ta. Những việc chúng ta có thể làm với một biến số đó là thay đổi giá trị, lưu giá trị mới vào hoặc có thể đọc giá trị ra. Đó là khái niệm biến số. Ngoài biến số thì chúng ta còn có một khái niệm nữa gần giống như vậy, đó là hằng số. Thì hằng số cũng là một cái tên mà chúng ta đặt cho một vùng nhớ của máy tính, trong đó lưu các giá trị, các dữ liệu của chúng ta. Điểm khác biệt duy nhất đó là hằng số thì sẽ không thể thay đổi được giá trị sau khi mà chúng ta đã lưu giá trị vào trong vùng nhớ đó. Bởi vì dữ liệu gồm các dạng khác nhau nên biến số và hằng số khi chúng ta khai báo ra để sử dụng cũng phải chỉ định rõ kiểu dữ liệu của biến số và hằng số đó. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong C thì được định nghĩa sẵn bằng các từ khóa. Đối với số nguyên chúng ta có kiểu INT, viết tắt của integer. Cùng với số nguyên thì chúng ta có số thực đó là float và double. Chúng ta sẽ đi vào ví dụ. Trong trường hợp này chúng ta cần có 3 biến số, đó là BMI, V kép để lưu cân nặng và H để lưu chiều cao. Thì 3 biến số này đều có kiểu là số thực thì chúng ta khai báo kiểu số thực là float. Từ khóa float dùng để chỉ định cho các biến số này là kiểu số thực và cần phải đặt trước tên của các biến số. Tên biến cách nhau bằng dấu phẩy. Và kết thúc dòng khai báo biến, chúng ta cũng đặt một dấu chấm phẩy. Chúng ta sẽ áp dụng công thức BMI bằng V kép chia cho H bình phương, tức là H nhân với H. Các bạn chú ý, các phép toán dùng trong chương trình cũng gồm các phép toán cơ bản là cộng trừ nhân chia, giống như chúng ta làm toán bình thường. Nhưng ở trong chương trình của chúng ta sẽ sử dụng các dấu phép toán hơi khác một chút. Đó là dấu chia, thay vì dùng dấu hai chấm thì chúng ta sẽ dùng dấu sổ chéo như thế này. Đây là dấu chia. Còn dấu nhân thì chúng ta sẽ không dùng dấu chấm hoặc là dấu x như thế này, mà chúng ta sẽ dùng dấu sao. Đây là phép chia và phép nhân. Trong những video sau thì các bạn sẽ được học kỹ hơn về các dấu toán tử. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm thời làm quen với hai phép toán này. Thì đây chính là thể hiện trong chương trình của công thức BMI lúc nãy của chúng ta.
Để tính được BMI thì các biến số mà chúng ta đưa vào chương trình cần phải có giá trị cụ thể. Ví dụ như ở đây mình sẽ gán cho cân nặng bằng 50 kg và gán cho chiều cao là 1,6 m. Thì sau hai cái lệnh gán này, hai cái giá trị là 50 và 1,6 đã được lưu vào trong hai biến số là V kép và H. Chính là V kép đại diện cho 50 kg và H đại diện cho 1,6 m. Thì sau bước này chúng ta sẽ tính toán được kết quả và lưu kết quả vào trong biến BMI. Công việc cuối cùng của chúng ta đó là in ra kết quả màn hình. Chúng ta sử dụng lệnh print. Các bạn sẽ được học kỹ hơn về lệnh print trong các video sau. Còn ở đây các bạn cứ sử dụng một cái chuỗi chính xác như thế này thì có thể in ra được giá trị của BMI. Ở đây sẽ không cần tới dòng Hello World này, mình sẽ xóa nó đi. Và bây giờ chúng ta có thể chạy thử chương trình. Và đây là kết quả chúng ta thu được. Chúng ta có kết quả BMI bằng 19,53. Vậy là chúng ta đã vừa xem xét một chương trình thực hiện việc tính toán chỉ số BMI. Và chương trình này sử dụng 3 biến số đó là BMI, V kép và H để lưu các giá trị. Chúng ta có thể thực sự viết một chương trình trong đó nhận vào các giá trị 50 và 1,6 này. Các giá trị này chúng ta sẽ không điền luôn ở trong mạng Word như thế này nữa. Và có thể cho người dùng nhập trực tiếp từ bàn phím. Thì lúc đó chúng ta sẽ có một chương trình tính chỉ số BMI thực sự. Giả sử như chúng ta có một chương trình như thế này. Đây là một chương trình thực thụ có thể tính được BMI của bất cứ ai nhờ vào việc cho phép người dùng nhập vào cân nặng và chiều cao của mình. Ví dụ như đây tôi sẽ nhập vào là 60 cho cân nặng và chiều cao là 1m7 thì chương trình tính được BMI là bằng 20,76. Chúng ta có thể tính lại cho một người khác nếu muốn. Ví dụ như thế này. Đó, vậy là chương trình cho phép chúng ta tính được giá trị BMI của bất cứ ai. Giả dụ như mình không muốn tính nữa thì chúng ta nhập vào K, Enter. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào xem xét chi tiết các kiểu dữ liệu cơ bản trong C. Đầu tiên là kiểu tra với kích thước lưu trữ là 1 byte. Byte là đơn vị cơ bản của thông tin lưu trữ trong máy tính. 1 byte gồm 8 bit. Và như các bạn đã biết, các bit thông tin trong máy tính chỉ có hai trạng thái on và off, tương ứng với số 0 và số 1, nên thông tin trong máy tính được biểu diễn bằng các con số ở hệ nhị phân. Bởi vì 1 byte có 8 bit và mỗi bit chỉ có hai trạng thái, nên ta có thể suy ra 1 byte có thể biểu diễn được 256 trạng thái khác nhau, chính là bằng 2 mũ 8. Ở đây kiểu tra có kích thước lưu trữ là 1 byte. Do vậy, nó lưu được 256 giá trị khác nhau. Kiểu tra dùng để lưu một ký tự đơn. Ký tự này được lưu bằng cách quy ước nó thành một số nguyên và ta đổi số đó sang hệ nhị phân và lưu vào một byte. Bảng quy đổi từ số sang ký tự cơ bản nhất là bảng mã ASCII. Bởi vì kiểu tra dùng số để lưu các ký tự nên nó cũng được xem là một kiểu số nguyên. Ta có thể gán số cho một biến kiểu tra, miễn là số đó nằm trong miền giá trị cho phép của kiểu tra. Miền giá trị cho phép của kiểu tra là từ 0 đến 255 đối với số không dấu unsigned char và từ âm 128 cho đến dương 127 đối với số có dấu signed char. Ta có thể thực hiện tính toán cộng trừ nhân chia với biến kiểu tra như với một biến kiểu số thông thường. Ví dụ ta khai báo một biến kiểu tra là C và gán cho nó giá trị là 65. Giá trị này tương ứng với chữ A hoa trong bảng mã ASCII. Ta có thể in ký tự này ra màn hình để kiểm tra. Sau đó ta có thể cộng biến C này với 1 để nó trở thành 66 và lại in ra để kiểm tra. Kết quả ta nhận được là chữ B. Mã của chữ B hoa trong bảng mã ASCII chính là 66. Bây giờ ta có thể nhân C với 2 và in ra để kiểm tra kết quả. Ký tự ta nhận được là chữ A với hai dấu chấm ở trên đầu. Mã ASCII của ký tự này chính là 132. Chính là kết quả của 66 nhân với 2. Và bởi vì biến kiểu tra là biến để lưu ký tự nên ta có thể gán trực tiếp một ký tự cho nó. Ví dụ ta gán C bằng chữ A thường như thế này. Các bạn lưu ý là chữ A phải để trong dấu nháy đơn như thế này. Và ta có thể in nó ra để kiểm tra. Và các bạn nhìn thấy kết quả chính là chữ A thường. Đến với các kiểu số nguyên khác, ta có kiểu số nguyên integer. Tên kiểu là từ khóa INT. Kiểu INT có kích thước lưu trữ là 2 byte đối với các máy đời cũ, hệ 8 bit hay 16 bit. Và kích thước là 4 byte với các máy đời mới chạy kiến trúc 32 bit hoặc 64 bit. Đối với hầu hết các máy tính hiện nay thì kiểu số nguyên in có kích thước lưu trữ là 4 byte. Do vậy, miền giá trị có thể lưu trữ là từ âm 2 tỷ cho đến dương 2 tỷ đối với số nguyên có dấu và từ 0 cho đến 4 tỷ đối với số nguyên không dấu. Lý do của sự khác biệt này là vì để biểu diễn số có dấu ta phải dành ra một bit để đánh dấu xem số đó là số âm hay số dương. Do vậy, số bit còn lại để biểu diễn giá trị bị thiếu đi một bit. Vậy nên số nguyên 4 byte có dấu có trị tuyệt đối là 2 mũ 31, tức là khoảng 2 tỷ 147 triệu. Các bạn chú ý,
Khi không sử dụng từ khóa size hoặc unsize thì số nguyên được coi là số nguyên có dấu, tức là ngầm định là size in. Để chỉ định rõ số nguyên không dấu, chúng ta dùng thêm từ khóa unsize đứng trước tên kiểu. Đối với số nguyên, ngoài kiểu in, ta còn có kiểu số nguyên ngắn và số nguyên dài, biểu diễn bằng từ khóa short và long. Short là số nguyên ngắn và long là số nguyên dài. Số nguyên ngắn luôn có kích thước là 2 byte, số nguyên dài luôn có kích thước là 4 byte, tương ứng với miền giá trị từ âm 32.000 đến dương 32.000 đối với kiểu short và từ âm 2 tỷ đến dương 2 tỷ đối với kiểu long. Các bạn chú ý, khi chọn kiểu biến để lưu trữ các giá trị, chúng ta phải chọn một kiểu thích hợp để đảm bảo miền giá trị của kiểu đó đủ bao phủ hết mọi giá trị có thể có của biến trong chương trình. Mặt khác, cũng không nên sử dụng một kiểu biến có miền giá trị quá lớn trong khi các giá trị của biến số cần lưu lại nhỏ. Như vậy sẽ gây lãng phí bộ nhớ không cần thiết. Đối với dữ liệu kiểu số, chúng ta còn có số thực là float và double. Hai kiểu này dùng để lưu số thập phân. Kiểu float có kích thước lưu trữ là 4 byte với miền giá trị từ 1,2 x 10 mũ trừ 38 cho tới 3,4 x 10 mũ 38. Tức là có thể lưu được những số thập phân rất nhỏ cho tới những số rất lớn. Kiểu số thực thứ hai là kiểu double với kích thước lưu trữ là 8 byte, tương với miền giá trị từ 2,3 x 10 mũ trừ 308 cho tới 1,7 x 10 mũ 308. Ngoài ra chúng ta còn có một kiểu mở rộng là long double với kích thước lưu trữ lên tới 10 byte và miền giá trị mở rộng thành từ 3,4 x 10 mũ trừ 4.932 cho tới 1,1 x 10 mũ dương 4.932. Đây là một miền giá trị rất lớn, đảm bảo có thể bao phủ hầu hết các tính toán thông thường của chúng ta. Các bạn lưu ý, từ khóa long trong trường hợp số thực chỉ sử dụng được cho double, tức là chúng ta sẽ không có long float, cũng không có short float hay short double. Các từ khóa biểu thị có dấu hay không dấu cũng không dùng được với số thực. Chúng ta không có unsigned float hay unsigned double. Các số thực luôn là có dấu, do vậy cũng không có size float hay size double. Quay trở lại với chương trình ví dụ của chúng ta. Trong chương trình này sử dụng 3 biến số thực được khai báo với từ khóa float đứng đầu tiên, theo sau đó là danh sách các tên biến cách nhau bằng dấu phẩy. Trong trường hợp chúng ta muốn sử dụng 3 biến số nguyên thì cách khai báo số nguyên cũng tương tự như số thực. Các bạn sử dụng từ khóa int cho tên kiểu và theo sau là các tên biến, ví dụ như là a, b, c. Các tên biến cách nhau bằng dấu phẩy và các bạn đặt dấu chấm phẩy ở cuối để kết thúc lệnh khai báo. Với số nguyên ngắn, các bạn khai báo với từ khóa short cho tên kiểu. Đối với số nguyên dài thì đó là long, LA, LB và LC. Để chỉ định số nguyên là không có dấu, ta dùng thêm từ khóa unsize ở trước tên kiểu. Vấn đề tiếp theo là về vấn đề đặt tên biến. Về việc đặt tên biến, chúng ta có một số quy tắc như sau. Một là tên biến không được chứa dấu cách, hai là tên biến không được chứa ký tự đặc biệt và ba là tên biến không được trùng với các từ khóa của C. Trong C chúng ta có 44 từ khóa khác nhau. Tên biến của các bạn không được phép trùng với các từ khóa này. Các bạn không cần phải học thuộc 44 từ khóa này ngay. Chúng ta sẽ làm quen dần dần với chúng trong quá trình làm việc và thực hành với ngôn ngữ C. Ngoài các điều kiện trên thì chúng ta phải sử dụng các bộ ký tự hợp lệ để đặt tên biến. Chúng ta được phép sử dụng các chữ cái từ A đến Z trong bảng chữ cái, bao gồm cả chữ hoa lẫn chữ thường và các chữ số từ 0 đến 9 cùng với dấu gạch dưới. Các bạn lưu ý, trong C phân biệt chữ hoa và chữ thường. Do vậy, hai biến sau đây là khác nhau. Đây là hai biến khác nhau. Các bạn được phép sử dụng số trong tên biến. Nhưng mà tên biến không được phép bắt đầu bằng một chữ số. Đây là hai tên biến không hợp lệ. Chúng ta sẽ không khai báo theo cách này. Có một vài khuyến cáo cho các bạn khi chúng ta đặt tên biến. Đó là tên biến nên viết bằng một từ có nghĩa và biểu thị được ý nghĩa của giá trị mà biến số đó đang lưu. Ví dụ mình cần phải lưu một biến là điểm trung bình thì mình sẽ không đặt như thế này, mà các bạn nên đặt như thế này để khi nhìn vào tên biến các bạn có thể nhận diện rõ được biến số này đang lưu cái giá trị gì. Tiếp theo nữa là tên biến nên bắt đầu bằng chữ thường, và để phân cách các từ trong tên biến thì có thể dùng dấu gạch dưới hoặc viết hoa chữ cái đầu. Các bạn chú ý là viết hoa chữ cái đầu của những từ phía sau, còn cái từ đầu tiên thì mình sẽ không viết hoa. Chúng ta có thể khai báo nhiều biến cùng kiểu trên cùng một dòng. Chúng ta có thể khai báo và gán giá trị luôn tại thời điểm khai báo hoặc có thể gán sau. Chúng ta có thể gán giá trị luôn cho nó như thế này. Và bởi vì biến cần phải được khai báo trước khi sử dụng nên những dòng khai báo biến này các bạn cần phải đặt trước ở những cái dòng mà mình sử dụng biến. Thì ở phía trên này cần phải có dòng khai báo của ba biến A, B và C này. Nếu không thì chương trình chạy sẽ báo lỗi. Đó là toàn bộ về khai báo biến. Còn đối với hàng số thì cú pháp khai báo cũng tương tự, chỉ khác là chúng ta sẽ đặt thêm từ khóa const
ở trước tên kiểu. Và các bạn lưu ý khi mà mình khai báo hàng số thì các bạn cần phải gán giá trị luôn cho nó tại thời điểm khai báo như thế này. Nếu không thì các bạn sẽ không thể gán được giá trị cho nó. Bởi vì hàng số chỉ cho phép mình gán giá trị khi mà mình khai báo như thế này thôi. Giả dụ như mình có một dòng khai báo như thế này, ví dụ đây là hàng số pi, và mình gán giá trị bằng một dòng lệnh khác thì điều này sẽ không được phép. Khi chúng ta biên dịch thì dòng lệnh này sẽ gây lỗi. Các bạn thấy nó đã báo lỗi đỏ ở cái dòng này. Có nghĩa là các bạn chỉ được phép gán giá trị ngay ở trên dòng phía trên này thôi. Chúng ta sẽ gán ở đây như thế này. Và một khi mà hàng số đã được gán giá trị thì giá trị đó sẽ không thể thay đổi được nữa và nó sẽ tồn tại trong suốt thời gian hoạt động của chương trình. Thì hàng số thường được dùng để lưu các giá trị cố định không thay đổi như là hệ số pi hay là cơ số logarit tự nhiên. Trên đây mình vừa trình bày với các bạn về khái niệm biến số, hàng số cùng cú pháp khai báo và các kiểu dữ liệu cơ bản trong C. Để các bạn nắm vững kiến thức thì chúng ta sẽ cùng thực hiện một bài thực hành nhỏ. Giả sử chúng ta cần tính diện tích của hai hình tròn có bán kính lần lượt là 3m và 5m. Các bạn nên dừng video lại để tự làm bài rồi sau đó mới xem lời giải. Sau đây là lời giải. Chúng ta khai báo một hàng số kiểu float để lưu số pi và dùng công thức pi nhân r bình phương để tính diện tích hình tròn. Chúng ta lưu diện tích tính được vào một biến kiểu float vì diện tích có thể có phần lẻ. Chúng ta lưu bán kính hình tròn vào một biến tên là r và lưu diện tích vào biến s đối với hình tròn thứ nhất. Đầu tiên ta gán r bằng 3 và sau đó dùng công thức để tính. Và sử dụng công thức tính diện tích hình tròn là s bằng pi nhân r bình. Sau khi tính toán được giá trị thì chúng ta sẽ in giá trị này ra màn hình để kiểm tra. Sau khi tính được cho hình tròn thứ nhất thì chúng ta sẽ gán r bằng 5 và sử dụng công thức tương tự để tính. Và sau đó chúng ta lại in kết quả ra ngoài màn hình. Chúng ta có thể chạy thử chương trình này để kiểm tra kết quả. Và ở đây mình đã tính được S1 bằng 28,27 và S2 bằng 78,53. Trên đây là phần giải thực hành. Các bạn có thể không cần thiết phải in kết quả ra màn hình, nhưng các bạn cần phải khai báo được đúng kiểu biến và áp dụng đúng công thức để tính diện tích. Thì bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chào các bạn.